Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn ba cái phôi mai rừng mai cát Bình Thuận mới về ha các bạn ha. Ba phôi thôi. Và phôi ngày hôm nay thì nó cũng là những cái phôi cũng rất là thường các bạn. Tuy nhiên thì cái phôi số 1 này thì nó cũng khá này. Phôi này khá ha bà ha. Phôi này hoành của nó là 46, hoành ngang cổ đế là 46 ha. Còn chiều cao từ cổ đế lên đến là mặt cắt trên của nó là 75. Phôi này khá hay các bạn. Mai cát Bình Thuận nha. Phôi này khá đẹp nè. Nu nần ha. Gân ha. Cạnh khến. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 1 triệu bao gồm phí vận chuyển nha. Phôi này là giao lưu các bạn với giá là 1 triệu bao gồm phí vận chuyển. BA1 hoành 46, chiều cao là 75. Anh chị em nào yêu thì liên hệ nha. Rồi tiếp theo là mã BA2. Một cái phôi có hoành ngang cổ đế của nó là 50. Chiều cao thì 45. Năm thân các bạn ha. Năm thân. Phôi này nhìn cái tổng thể bên ngoài thì nó khá là hay. Các cái rễ mặt thì đều ổn hết. Cái này là cái rễ bên dưới nè các bạn. Rễ bên dưới nè. Em nó cắt ra thì nó có cái lỗ phồng ở đây ha. Này lỗi ở bên trong các bạn ơi. Này các bạn lấy cái phôi này thì tặng cái rễ đó cho các bạn về các bạn dâm gì đó để có cây mini chơi. Phôi này thì nó bị bọng ở cái lỗ giữa. Để anh em mới lật lại cho các bạn xem. Bọng cái lỗ giữa đây. Rễ này cái rễ cọc đây các bạn. Rễ cọc này thì nó cũng một cái lỗ ở giữa. Còn cái rễ bên dưới thì nó cũng bọng một cái lỗ giữa. Này thì nó lũa. Lũa thông ở dưới ha, thông từ cái lỗ chờ bọng ở trên này nè. Nó thông xuống dưới nè, lỗ bọng thì cũng nhỏ không lớn nha. Rễ thì cũng khá là nhiều. Rễ bên đó, rễ bơi xung quanh nó thì nó khá là ổn. Không bị hư hao ha. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 700 nghìn, bao gồm phí vận chuyển nha. BA2. Rồi đến với mã cuối cùng các bạn ơi. Phôi cuối cùng là một cái phôi giống hình hình thú ha. Hoành của nó là 49, chiều cao là 30. Hoành 49, chiều cao 30. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 700 nghìn, bao gồm phí vận chuyển nha. Nhắc lại nha các bạn nha, đây là mai cát Bình Thuận nha. Mai cát Bình Thuận. Phôi này khá là to. Hoành ngang cổ đế của nó là 49, chiều cao từ cổ đế lên đến đầu mặt cắt trên của nó là 30. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 700 nghìn. Anh chị em nào yêu thì liên hệ nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.